Liên tiếp từ đầu năm đến nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo mạo danh các cơ quan chức năng, yêu cầu người dân chuyển số tiền lớn đến tài khoản do các đối tượng cung cấp. Tuy vậy, với tinh thần cảnh giác, các giao dịch viên đã ngăn chặn kịp thời các giao dịch này, bảo đảm tài sản cho khách hàng. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, chi nhánh huyện Văn Lâm, ngân hàng Agribank Hưng Yên 2 đã ngăn chặn một vụ chuyển 130 triệu đồng. Đối tượng tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về vụ ma túy có liên quan đến một người dân và yêu cầu người này chuyển toàn bộ số tiền tại ngân hàng đến số tài khoản mà đối tượng đã cho nhằm chứng minh số tiền trên không liên quan đến ma túy. Cũng trong tháng 6, chi nhánh đã ngăn chặn một vụ chuyển 300 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2024 đã ngăn chặn một vụ chuyển tiền lừa đảo với số tiền 1 tỷ 160 triệu đồng. Thủ đoạn là đối tượng lừa đảo thông báo người dân liên quan đến việc vay ở ngân hàng khác không trả được đang bị cơ quan điều tra. Họ bảo bà coi như có bao tài khoản sản của bà có bao nhiêu thì bà là phải nộp hết vào đấy. Lúc bây giờ là tôi, cái sổ của tôi là có 1 tỷ 160 triệu. Trong cái lúc mà tôi đi lên chỗ ngân hàng ấy thì họ bảo thế đã đi chưa? Cứ gọi điện thoại mà bảo tôi đi rồi. Đi độ được một đoạn thì họ lại bảo thế đi đến đâu rồi? Thì tôi lại bảo gần đến ngân hàng rồi. Thì bắt đầu đến ngân hàng nó lại gọi điện. Khách hàng mà kiểu như có cái biểu hiện lạ thì em cũng tư vấn, em cũng chăm sóc, em cũng hỏi han bác, tâm sự với bác. Về sau bác cũng nói thật là có tự xưng là công an gọi điện cho bác ý, nói là bác ấy đang dính đến cái tội phạm buôn bán ma túy, hỏi xem là bác ấy có bao nhiêu tiền và chuyển hết số tiền đấy cho bên công an để công an điều tra. Rồi sau 24 giờ là người ta sẽ trả lại tiền cho bác. Quán triệt đến từng cán bộ, mà đặc biệt là bộ phận giao dịch viên, nhưng thấy những cái biểu hiện của khách hàng mà có những biểu hiện khác thường ấy, thì cái này chúng tôi sẽ có những cái tham mưu, cái tư vấn để khách hàng có cái đồng cảm với nhau để chia sẻ, và đồng thời từ đó thì ngân hàng đã ngăn chặn được rất nhiều cái vụ chuyển tiền. Mới đầu thì khách hàng cũng có những cái tâm lý sợ sệt, nhưng sau này đến tôi tư vấn thì họ sẽ trở lại bình tĩnh hơn và có cái chia sẻ đối với ngân hàng. Tháng 7 vừa qua, phòng giao dịch Như Quỳnh của Vietcombank Hưng Yên nhận được yêu cầu tất toán số tiền tiết kiệm của một khách hàng trị giá 300 triệu đồng. Khi tìm hiểu, các giao dịch viên nắm được thông tin khách hàng tất toán sổ tiết kiệm chuyển vào tài khoản cá nhân của một đối tượng để nhận được một thùng quà gửi từ nước ngoài có chứa 70.000 đô la Mỹ. Phân tích kỹ tình huống qua các dữ kiện, giao dịch viên giúp khách hàng nhận ra chiêu thức lừa đảo của đối tượng. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, cán bộ ngân hàng đã thường xuyên chủ động cập nhật những thông tin hình thức lừa đảo mới để tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm, đảm bảo giao dịch an toàn trên nền tảng số, bảo vệ quyền lợi khách hàng và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thanh toán.